Rồi, là việc là biết. Vậy khu nào? Chấm bữa đi, quay đi. Rui. Mai lại phải dậy lúc 4 giờ, 4 rưỡi chặt gà rồi. Để người thì công việc đau đầu lắm. Con người bận rộn. Lang thang vật vã mẹ như thằng trộm chó. Ngủ chỗ nào là ngủ chỗ đấy, dành cái là ngủ liền. Ồ, một team nha. Ok. Quan trọng là phải có súng. Không có súng thì cũng thế chẳng phải là súng. Ờ, nó lại hạ trên đầu mình à? Ủa, đoạn nào ấy? Ngoài chuông à? Ôi, nó chạy ngang trong đây này. Thông rồi, thông rồi, thông anh ạ. Ui. Đúng lắm. Yếu này. Nhờ. Ôi, mày đông ai mà lại cứu hết được quá. Ủa. Đông vậy à? Mình tưởng một team, đâu ra 2-3 team cơ. Đông. Đứng chân gần mình lắm, trong dự ngay chỗ mình luôn này. Bú máu đã. À, cái tên này đặt mà. Tên gì cũng được, anh đặt mà. Tên là Samsung nhưng nó cùn nhầy tí. Ca này. I got supplies. Đây. Sao này giật thế nhỉ? Này ping hơi cao. Hình như trong hầm, hình như trong hầm có một tên hay sao ấy. Không, em vừa gạt ấy. À đây, thì ra thằng nóc mình lại cứ nghe tiếng chân. Tiếng chân nó cứ bò ở dưới. Kìa, sao vào đây sao? Được đúng một mạng. Em cũng thế. Em cũng vậy. Tôi được 2 mạng. 2 mạng xem một boss rồi. Bãi nhảy em đâm như người lớn. cần 2x đổ lên nhá. À có rồi, có 2x rồi. Cần 3. Ui 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 ui, đâu thế? Boss, kiểu bắn này là boss. Thôi, let's go baby. Anh kêu không? Tét súng. Tét mình. Đè vào người đồng đội tét. Rơi một băng đạn không xử. Đó rồi. Nãy mình thấy cái xe mà nhỉ? Xe máy rồi. 5 máu nha. 5 máu luôn. Sáng ở hướng 1.5 kìa. Thấy không? Cướp luôn. Thấy không? Chưa. 1.5 á. Đúng chỗ thính à, đúng chỗ cái máy bay qua đấy. Chắc là vậy xuống ở thính rồi. Ô, map này. Ô, vậy à, lên luôn. Thấy không? Đi cướp thính. Mà mày có xuống quẻ thính mà không? À, ok. Cái chỗ mà cài cái nút mà nghiêng. Ồ, đúng rồi.
Ôi kìa, thính thính rơi, thính thính bà hòm kìa. Hấp dẫn anh em ơi, đi cướp thính anh em ấy. Để mai mình chỉ lại nha. Let's bây giờ go. Không nhớ. Trời ơi, nó rơi nhanh quá. Từ từ bạn ấy. Ồ. Trận lúc nãy cũng thấy. Ừ, thấy rồi, anh thấy rồi. Nhưng mà xa phết, chạy lại bọn sợ nó lút xong nó chạy mất. Đấy, xuống bọn thính nha. Thì nó mới có hai cái dù kia. Ba chứ. Ui. Ba. Xa vãi. Chạy bộ tới chắc nó lút xong nó chạy mất rồi. Còn gì sau hầm thính? Mà có chạy về phía ngoài bo đấy. Kệ, mình chạy đấy xong mình đâm lên. À, thì ra là gọi này thì khói là vàng. Đúng rồi, bây giờ mới biết á. Ờ, giờ mới thấy. Vãi đái, trên pin nó giống PC mà. Nếu ai nhớ thì... Vãi là không nhớ. Người ta sẽ đấy là hòm xem bên trong có gì thôi. Ui, bọn nó cũng cướp thính kìa. Hấp dẫn nha. Đúng rồi, bắn nhau đi. Bắn nhau đi. Giết nhau đi, ta cùng báo công an. Bắn nhau đi, là giết nhau đi. Thế chạy. Chạy từ khu ruin đến đây mà không được một tí gì trong thính này. Đáng lòng lắm. Hunter. Ha ha kìa. Mèo có cơ sở cốp to cơ. Sao quá. Ờ, Hùng nó đi chơi rồi nên là thật ra là không chơi được. Thấy lắm bộp. Ê giờ chưa gì. Không biết là clear chưa? Clear rồi anh ạ. Không, hai team cơ. Team này thì clear rồi đấy. Đang cứu bạn. À, M24 à? Chỗ nào đây? Mới knock tiếp thôi. Thôi, chờ xong rồi, xong rồi. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Chết luôn à? Ok. Đấy, chúng nó đang bắn nhau à. Kết thúc rồi. Đau lòng quá. Ôm này. Ôm này. Đây. Trời ơi, đi với anh đúng là một sự lựa chọn đúng đắn. Úi giời, thế mà chiếc phúc nhận cho hai cái ốp thì mẹ chẳng bảo gì. À à à, quên quên. Vô tỏ, anh em như liền vậy. Dư một nick, dư một nick này. Ui, nhiều xác lắm anh em ơi, dầu to rồi. Xe của ai kìa? Xe mình. Xe mình mà, xe của ai đâu. Lên thôi. Từ từ, lút đã, nhiều đồ lắm. Ca này. Đi đi. Siêu thị em ơi. Ui, súng ngoại thính này. Còn đạn không? Hết rồi. Ui, nhiều xe mà. Thế đi, đi trước nha. Ôi. Được. Thế cái gì cũng muốn lấy mà ba lô đầy rồi, ba lô. Cái này mình phải cần ba lô 10 quá. Lọc ra đi. Từ từ đã, phun phun nước đi. Lên. Lai gan nhưng mà bị bắn mất rồi, hết đạn rồi. Công nhận. Là chỉ biết cảm ơn gái thôi. Là Hùng cũng thế. Lọc cũng vậy, thất vọng. Người nào cũng thế, người nào cũng vậy. Tự nhiên cướp được cái thính phát dầu to luôn. Phúc ơi, đi xe cẩn thận nào Phúc ơi. Ờ, ok. May sao mà bọn tiếp theo gần đấy. Cho tôi lap nha. Bây giờ chỉ cao giật lắm. Xuống sông giờ. Ờ, có người. Ừ.
Phía xa có người. À chỗ kia có xe học sinh kìa. Bom hả? Chỗ gốc cây nhá. Anh ơi, đừng đi xa quá em ơi. Đừng gạt. Đây là gà nữa kìa. Bom nha. Ôi xa lắm. Ôi mình bị bên kia bắn nữa anh em ơi. Không thấy đâu nó bắn luôn ấy. Ui. Lôi không, lôi. Không thấy luôn. Từ từ rút thằng này xong một tí nữa. Ok. Ok. Anh ơi về em ơi. À, ok. À, Công Phượng. Đâu nhỉ? Nó chạy rồi. Bị delay âm thanh hoài, không nghe được. Hòm nữa rồi. Ok bay em. Khó nhìn thấy nó cứ mờ ấy. Có ai nhiều lớp. Sẽ thành nút ta. Cái này thì tùy người nha. Bắn theo kiểu thuận tay thôi chứ không ai giống ai đâu. Hùng thiếu nước à? Thiếu nước rồi. Đây. Ở đây không ơi? Nước đây ai? Đâu, cho ông Hùng nữa, ít nữa cả. Anh chia cho Hùng ít rồi. Cho quên tha hồ và uống. Được rồi. Ok, Công chờ nha. Công tên gì vậy? Tin lúc nãy clear rồi đúng không? Anh chơi 4 ngón nha. Tôi cảm tưởng từ sau đây có một tiệm một lúc. Chỗ mình đang trong bo đẹp rồi. Tiệm đao này đứng 105 á. Cảm tưởng à. Cảm giác. Ok. Ồ cuối rồi, tập trung đã. 13 người, mình chiếm mất 4 người rồi. 9 thằng. Đoạn này xấu nhỉ, đoạn này xấu quá. Trong boy mà xấu. Thấp quá. Dễ bị, anh em cẩn thận nha, tôi canh đường sau. Ôi, ngồi đàng hoàng cái, bỏ chân quá, mày đi nhiều. Ôi, hai bắp chân. Ủa tại sao trong này bắn súng thính mà sao lại không nghe được tiếng nhỉ? Ở trên PC tiếng nó to lắm cơ mà. Chào Hoàng Minh. Bắn một viên pháo sáng là nó nghe toàn bộ map gần như là nghe được. Mà trong này bắn chẳng nghe cái gì, trong khi map này map bé đấy. Anh xài mấy cậu nha. Này, chỗ đằng này có một con cano lao lên này. Enemies ahead. Đâu? Đằng đấy là sẽ có một team đấy. Ok. Mà khéo chạy rồi, chỗ ấy không có chỗ hết áp đâu. Ờ, khu nhà trên. Nhà trời trống quá nhỉ. Khu nhà bắn giờ trốn sao được. Tôi đang canh đằng sau đây. Ừ, đợi bo kép đây, mình di chuyển dân vào bo. Sợ đằng này có một cái thằng lẻ bắn mình lúc nãy này. Chỗ này quay không sập pin nè. Nghĩ là phải buộn ra không sạc pin, chủ quan quá.
Đó. Chắc trong mấy ngôi nhà rồi. Ôi, có tên nào bị play zone nữa kìa. Khó nha. Đấy. Êm chưa? Tiếng súng à? Ừ. Trên đồi cao à. Trái mình, bên phải mình đều có hết. Enemies ahead. Đấy, thằng ca lúc nãy. Thấy thằng ca này. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Ờ, thằng ca này. Để tôi ông ấy thằng này mũ 3. Thằng này không chạy sớm mà chết bo rồi. Chỗ khu qua nhà một tí này. Nghe êm lắm. Bo khép rồi bạn ơi. Bơi này. Này thì bơi này. Úi trời, hấp dẫn. Đấy thằng lẻ lúc nãy mà cái lúc mà mình ui, nắc. Vãi. Sao tổ đá kìa. Đi nắc ở tầm chỉ đến cao rồi còn không thấy được cơ. Đây phải có một tin này không? Help me. Ủa. Hùng ơi. Cứu tôi. Nó một. Ôi nó đấy. Bo cho. Khó rồi, chỗ này đã có một team đang đẩy vào. Cho tôi này. Cho khói này. Clear hay là ông gạt nóc ấy? Ôi, vậy còn thằng cuối thôi. Anh em làm tốt lắm. Anh em làm rất tốt. Tuy nhiên thì anh lại vẫn là người được chọn. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Anh được sụt đã trầu Diêm Vương. Hình như thằng lẻ nếu như anh đoán không nhầm là trong khu nhà này. Ai con bom ấy? Nó. Bên này, nằm bên này. Rồi, phục con chết. Sát dìa bo nha. Đang nằm à? Về trái hùng một tí nha. Về đang nằm một tí, ừ. Đang nằm đúng không? Ừ. Gần sát phúc không? Bom ông ơi, lùi đi. Chơi một tí nữa, đúng rồi, chỗ ấy. Đáp đi. Chùm. Ơ. Ơ, bom của ai nổ chết đấy. Bom anh à? Bom anh à? Really? Ờ đúng rồi, bom chết. Bom nổ chết kìa, đùa. Tao phải tin được. Vãi trưởng. Như một trò đùa. Như một trò đùa vậy, thật.